Chưa em. Em ăn sao nấu đây lấy cho. Ri hay là Thái? À. Thái hả? Thái nhiêu vậy? Thái 11 ngàn, cơm này 330. Rồi cứ nói em khô hay mềm anh lấy cho khỏi cần đâu đó. Khô khô. Đến đây khách hàng là thượng đế đâu có cho làm gì đâu. Đúng là làm. Ừ. Đúng. Chỉ có là trả tiền thôi. Đúng rồi. Tiền không nhận thu gì là kiếm cho ta. Đó, Thái đó, Thái đó. Cái này đó. Đó là Thái. 100% luôn. Có mẫu. Ok không? Muối nào nấy cũng nào cũng luôn. Đây, thầy cứu sự riêng. Thôi, 896 ngàn có sai sai không ta? Thảo sự riêng bị nhiều dữ rồi. Chứ không ăn cũng hết đúng không? Anh có mình ăn là ăn hết, bỏ lại muối nha. Rồi chị ăn sao á? Cho Thái bên này ngon lắm cô. 334. Thái ngon hơn Ri. Dạ. Dạ. Thái này ngon hơn Ri. Vỏ mỏng hạt lép. Ui, các bạn thấy ăn sầu riêng kìa. Sao ăn? Mới vừa có người đi ngang qua Dũng liếc. Bao ăn có bao ở không? Bao ăn bao ở luôn. Thử coi tới vừa ăn chưa. Rồi bỏ sổ tan ra tôi coi coi. Nãy giờ khó khăn với tôi lắm nè. Ok chưa? Cô chú gần đây không? Xa. Xa hả? Dạ. Ở quận mấy cô chú? Ừ. Ở quận mấy? Biết ngồi tôi có không? Dạ. Anh. Dạ. Anh hai á? Dạ. Gần hay xa? Dạ, cũng gần đây mà. Dạ. Sài Gòn em. Dạ, ở Sài Gòn. Đó này chắc là... Cô chú xem clip á. Cô xem clip á. Cái là anh hai á. Dạ. Mua thường này lắm á. Mua thường á. Dạ. 386 ngàn. 386 ngàn. Ok cho cô chú. 85 sao? Rồi ok luôn. Lẽ 80. Đuổi không dám đuổi à. Đuổi. Vô á. Ba ham đuổi hoài hả chú? Ba ham đuổi mấy giờ đó. Bán mà không sao bà chủ giàu nay là bà chủ có ham đuổi hoài hả? Bán vô ghen lên, tại vì sao mắc quá. Vỏ mỏng. Nhiều muối. Lép 100%. Ừ. Rồi. Đây vỏ như vỏ cam không? Mềm không? Dạ, mềm. Mềm ăn cho nó ngon. Dạ. Đó là mềm á, nãy nhà chín. Con mềm luôn nhưng mà ngọt rất ngay luôn. Được ăn. Rồi chú ăn. Cho chú rồi, miếng, cho cô miếng. Ừ. Được ăn. Dạ, mềm á chú. Cái nó. Dạ. Ngọt được rồi. Dạ. Được rồi. Dạ. Rồi. Mày có bỏ đường không vậy? Con chích thuốc không à? Nước luôn có mật luôn á. Mật đúng rồi con. Không phải nước. Wow. Có dạng của anh mềm mềm. À. Chợ mềm lắm. Cả nó. Cả nó không ngon á. Cây bữa nay không bằng Thái đâu con. Đây. Chú ta. Cái này là mềm, chín mềm. Chú thích. Nó ngọt được rồi. Con yeah. Cảm trà luôn. Có cái là mềm quá rồi. Cảm mềm cả nó. Hay quá. Bụng nó còn mềm nữa. Dạ. Hay quá chú ơi. Bao nhiêu tiền? 386. Đã luôn chưa? Dạ. Ăn gì mới ăn cái từ nó lạc lạc hơn. Dạ. Bữa nay không có cô. Mấy bữa lô chiên quá ngon cực kỳ luôn cô. Dạ. Mấy bữa lô chiên quá rẻ mà. Điện con ship qua gì đâu mà. Lô chiên quá cơm vàng. Dũng kêu là mua sinh kiên Việt Nam. Cái vỏ nó mềm luôn á. Dạ. Nó chín á, chín. Tại cái Thái vỏ mỏng đó cô, dạ. Chú con xé được mà. Bởi giờ tới Thái nó meo 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 nhưng mà nó cũng vỏ mỏng là nó có nhiều muối rồi cô. Nhưng mà tiền nó không có mỏng. Tiền nó không mỏng thôi. Đó, để mà.
Con cải nha. Con bột cho con muối chia sáu. Tại vì sáu bữa nay hơi khô quá, con không muốn đụng tới nó luôn á. Nhưng mà bây giờ đưa tiền giờ hai mai đưa. Dạ, tối mai đưa cũng được, rồi đưa cũng được. Đưa liền cho vui nha. Dạ. Thì em mua riêng mà anh thấy hiểu Thái ngon em mới lấy thêm ký Thái đó. Rồi ok, Thái thì nó khô hơn xíu nha. Thử coi. Hy vọng đặt đúng được chỗ. Được quá. Dạ tên đó là ký 6 á chị. Thái thì nó lép 100%. Vỏ mỏng xé ra luôn thôi. Đúng rồi đúng không? Chính xác. Hên quá. Má ơi con thành công rồi. Rồi. Này mới có 8 lần 6 rồi chơi 288 được không? Thêm nữa không? Em lấy hai tái này nè. Để giờ chữ cho chị luôn á. Hợp với là Thái hả? Thái à, thử đi chị. Ok không? Lấy hết kèm trái đó luôn đi. Lấy hết trái luôn. Đã chứ mày. Má ơi con thành công nữa rồi. Để cho anh bán. Dạ. Mấy lần kia em thiệt em ăn Thái nó bị sượng sượng mà nó mắc. Wow. Mua mấy lần đều vậy nên em không có muốn ăn nữa. Lại thấy sao nó ăn tiểu rồi. Vậy mai mốt rồi đến đây là phải nấu Thái nó mềm mềm nha. Dạ. À tụi em biết. Thái mềm mềm nè. Dạ đúng rồi. Chứ cái bản chất của Thái là nó khô. Chứ không giống như ấy nè. Rồi anh giúp anh cái này coi đại ca. Giờ bỏ ra cho hết rồi nha. Còn muốn nữa em. Có đây nữa nè, ghi 6 nữa nè. 333. Con sáng bữa nay ngon quá đã dành rồi nè. Ok không cho anh chị. Này đi cháu để dành ăn bà chủ có cười kìa. Ô à, đau quá. Ủa đây còn làm nữa hả? Hãy đi qua lại. Ba hộp lận, ba hộp. Ê nghe ta mới tin tưởng anh em làm sao ta mất niềm tin đi nha. Em cảm ơn chị nha. Em cái bệnh đó. Ủa gì mà la nhút chứ ba? Tự nhiên quán hết rồi. Rồi 32 luôn anh chị ơi.